chỉ là một đứa con nuôi thôi, làm gì quá đáng vậy? Năm sau á sanh một đứa con ruột đi rồi tha hồ mà lo. Mẹ, sao mẹ nói như vậy? Sao lúc nào con cũng thấy mẹ có ác ý với bé An? Hay là mẹ nói cái gì nó buồn nó mới bỏ đi đúng không? Chứ An không bao giờ tự ý bỏ đi như vậy. Nè, con lớn tiếng già vậy hả? Đừng thấy mẹ không nói rồi làm tới nha. Cái thứ con dâu không sanh được con mà còn dám lớn giọng ở đây nữa hả? Đâu, mẹ thấy con ly dị kiếm vợ mới được rồi đó. Cái dòng dâu độc không con mà còn mất dạy nữa, mẹ không có cần. Mẹ, mẹ đừng nói vợ con như vậy chứ. Thôi, mẹ muốn sao thì tùy. Còn anh, cứ đứng đây mà nói lý với mẹ đi. Em đi tìm An. Em. Mẹ. Con là con nuôi, tại vì con được ba mẹ sinh từ cô nhi viện về, chứ không phải được sinh ra từ bụng của mẹ Phương. Con cũng không có máu mủ ruột rà gì với ba Đông hết trơn á, cho nên là con không có liên quan gì với bà luôn, hiểu chưa? Nhưng mà con thương ba mẹ cũng thương con mà. Đó là chuyện bây giờ thôi. Mai mốt á, mẹ Phương mà sanh con ruột xong á là cho con ra rìa, trả con về cô nhi viện luôn. Lúc đó khỏi có đòi hỏi nữa đi. Bà nói xạo, ba mẹ không có bỏ An đâu. Con ghét bà. An. An. Bỏ đi cũng tốt. Giờ về chỉ cần nói là nó đi lạc rồi, vậy là xong, đỡ phải gánh cục nợ. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ với bé An đi đâu mà để lạc mất An vậy? Mẹ báo công an chưa? Chưa. Mới đi lạc có mấy tiếng mà báo cái gì? Ai mà giải quyết cho? Mẹ, mẹ thử nhớ thử xem mẹ với An lạc chỗ nào để tụi con còn kiếm nữa. Thì nãy lúc đón nó đi học về, rồi ngang cái công viên gần nhà nè, rồi chạy lung tung. Mà mẹ già mẹ lẩm cẩm đâu có theo kịp nó, để nó lạc mất tiêu à. Mẹ cũng lo nãy giờ chứ bộ. Anh phải kiếm An gì cho em. Không có An cho em không sống nổi. Không sao đâu, anh sẽ tìm con về. Em cứ bình tĩnh đi. Trời ơi, làm quá à. Chỉ là một đứa con nuôi thôi, làm gì quá đáng vậy? Năm sau á sanh một đứa con ruột đi rồi tha hồ mà lo. Mẹ, sao mẹ nói như vậy? Sao lúc nào con cũng thấy mẹ có ác ý với bé An? Hay là mẹ nói cái gì nó buồn nó mới bỏ đi đúng không? Chứ An không bao giờ tự ý bỏ đi như vậy. Nè, con lớn tiếng già vậy hả? Đừng thấy mẹ không nói rồi làm tới nha. Cái thứ con dâu không sanh được con mà còn dám lớn giọng ở đây nữa hả? Đâu, mẹ thấy con ly dị kiếm vợ mới được rồi đó. Cái dòng dâu độc không con mà còn mất dạy nữa, mẹ không có cần. Mẹ, mẹ đừng nói vợ con như vậy chứ. Thôi, mẹ muốn sao thì tùy. Còn anh, cứ đứng đây mà nói lý với mẹ đi. Em đi tìm An. Em. Mẹ. An. An. Mẹ. Con đi đâu vậy? Rồi, con có làm sao không? Nhà ông. Mẹ xin lỗi. Thôi không sao đâu, không sao đâu. Vô nhà thôi em. Vô nhà đó con. Thôi. Đi đi. Lần sau là không được đi như vậy nữa chứ. Dạ. Thôi mẹ coi. Trời đất ơi. Cái thằng này sao còn dám giáp mặt về đây nữa? Thôi đi mẹ. Cái đồ nghiệp chứ. Chính mày, mày là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Mau cút ra khỏi nhà tao. Đi. Mẹ ra khỏi ơi, nhà tao. Mẹ thôi đi. Ừ, mẹ ra. Mẹ thôi đi. Đi khỏi nhà tao. Mày là con vô sinh nó được chưa? Chính con là nguyên nhân của bi kịch này. Mẹ đừng đổ lỗi lên Phương và An nữa được không? Sao? Sao con lại? Chính con là người không có con, là con liên lụy Phương. Đồng à, con nói cho yên chuyện thôi đúng không? Không phải như vậy phải không con? Nếu mẹ không tin đó thì con lấy giấy khám của bác sĩ đưa mẹ coi. Trước khi kết hôn á, con và Phương có đi khám và biết được chuyện này, nhưng Phương vẫn đồng ý lấy con. Mẹ có biết nhờ nhận nuôi bé An mà con cảm thấy vui vẻ như bây giờ không? Suốt ngày mẹ chỉ muốn có cháu nối dõi. Mẹ có biết làm như vậy làm con áp lực lắm không? Trời ơi, tôi đã làm gì nên tội để bây giờ con tôi bị quả báo như vậy nè? Đâu
là tại mẹ, là tại mẹ hết. Chuyện này không ai muốn hết, không phải lỗi do mẹ. Con chỉ mong á, mẹ xem bé An như cháu ruột của mình. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ đã làm gì với con vậy? Mẹ đúng là người mẹ không ra gì hết. Anh ơi, mà nội xin lỗi con, nội sai rồi, con đừng có giận bà nữa nha. Mà nội hứa từ nay bà nội sẽ thương An nhất, được chưa? Con là đứa con dâu ngoan, vì mà suốt bao nhiêu năm qua phải chịu đựng quá nhiều sự cay nghiệt từ mẹ. Tha thứ cho mẹ nha Phước. Mà nội đừng khóc nữa, con không có buồn, con không có tủi thân đâu. Các bạn đều sinh ra từ bụng mẹ, nhưng con sinh ra từ trong tim mẹ mà. Con quên.